Hỏi, khi tu định há không cần phải tác ý chăng? Khi ông tu được định á, thì lúc đó không cần phải tác ý chăng? Đáp phải, vì không có tác ý. Thì Ngài nói, đã là há không cần, tức là có, phải không? Há không cần tác ý, bởi vì mình tu định đó, thì khi định mình cũng cần phải thấy rõ niệm khởi rồi mình bỏ mình buông vân vân thì có tác ý.